Quả báo hiện tiền của 6 nghề ác, Đức Phật khuyên chúng sinh không nên làm. Đức Phật dạy có 6 nghề nghiệp độc ác là giết hại chúng sinh và gây khổ đau bệnh tật, hao tiền tốn của cho muôn người, như nghề sản xuất và bán rượu bia, thuốc viện, thuốc lá, thuốc lào, kinh doanh game, buôn bán người. 4 bước thay đổi vận mệnh. Trải qua bao nhiêu kiếp, những người này vẫn phải gánh lấy hậu quả khổ đau. Trong Kinh A Hàm và Nikaya, Đức Phật khuyên người cư sĩ không nên hành sát nghề ác vì 6 nghề này không phù hợp với tâm từ bi của Đạo Phật, gây khổ đau cho nhiều chúng sinh. Khi bỏ báo thân này, bị đọa vào 3 ác đạo, 6 nghề đó như sau. 1. Không làm nghề săn bắn. Nghề săn bắn là một nghề cực ác, giết hại biết bao nhiêu loài cầm thú rừng, nai hươu, khỉ, trồn, heo, gà rừng và các loại chim chóc khác. Đại văn hào Mỹ chứ danh Ernest Hemingway, lúc chết, toàn thế giới chấn động và dành cho ông sự thương tiếc khôn nguôi, vì ai cũng đều cho rằng một nhà văn tài ba nổi danh như thế, vì sao lại có thể tự sát? Hơn nữa, lại dùng súng tự bắn mình. Đối với việc này, người đời cảm thấy vô cùng thắc mắc, không hiểu sao. Ít ai hiểu rằng ông Hemingway lúc sinh tiền rất ưa săn bắn và đã dùng súng bắn giết vô số động vật. Vì vậy mà cuối cùng ông đã dùng súng tự giết mình. 2. Không làm nghề trải lưới. Trải lưới cũng là một nghề rất độc ác, chuyên bắt tôm cá giết hại loài thủy tộc, làm và sử dụng các loại như đặt rọ, lờ trài, lưới, vó câu. Chuyện xưa kể rằng có một vị hòa thượng trước khi xuất gia, chuyên săn bắn rái cá. Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá. Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống lên một bãi cỏ. Buổi tối, ông quay về chỗ cũ nhưng lại kiếm được một con rái cá. Ông chủ quan sát thật kỹ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu. Vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó. Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình, thì ra con rái cá chịu nỗi đau hành xác mất da, chạy về hang của mình. Ông tự hỏi không hiểu tại sao con rái cá này lại làm như vậy. Khi ông ta lôi con rái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt. Chúng đang ngậm chặt vú của mẹ, vốn dĩ đã chết lâu rồi. Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra, từ trước đến giờ ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế. Ngay cả con người khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa vì sợ con mình đói. Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình. Vì vậy, ông ta đem hai con rái cá con về nuôi, rồi khi nó lớn lên, ông thả nó về với thiên nhiên. Sau đó ông quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm của mình. 3. Không làm nghề buôn bán thịt sống. Nghề buôn bán thịt sống là nghề sát sinh trâu bò, heo, dê, ngựa, chó, gà, vịt. Người làm nghề này gọi là đồ tể giết gia súc, bán từng ký lô cho người khác mua về làm thực phẩm. Nghề này rất độc ác, giết hại chúng sinh không chút lòng thương xót. Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi, nửa đêm ra tay giết chết cha mẹ hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này còn đang say ngủ thì bị con trai trói gô lại trên giường, sau đó y cắt cổ họ, máu văng dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đã chạy trốn rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Xem bề ngoài thì đây là một vụ án rõ ràng có chứng cứ vô cùng xác thực hoàn chỉnh, có đầy đủ nhân chứng vật chứng. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ đó đã được cha mẹ cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay gây cãi. Tiếp đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến cho họ mất mặt với hàng xóm láng giềng. Điều này có thể đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ,
Nhưng lý do sâu xa vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Có một tình tiết trong hồ sơ vụ án khiến mọi người phải suy ngẫm. Cặp vợ chồng nạn nhân mấy mươi năm có mở một lò giết mổ gà vịt. Họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát đạt. Khi đội điều tra ra chợ lấy chứng cớ, căn cứ theo lời của những người ở hàng bên cạnh thuật lại thì hai vợ chồng nạn nhân mấy mươi năm nay hành nghề thường đem gà sống trói hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà rồi dùng dao cắt cổ chúng. Cả đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà kiểu này là do tổ tiên họ truyền lại, đặc biệt họ kinh doanh nghề này trước khi đẻ đứa con trai hung thủ. Như vậy, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh, có kỹ thuật như thế nên mới bị đồng nghiệp ác, chiêu cảm lẫn nhau và sinh ra đứa con như vậy. Rồi họ chiêu ách, nạn, bị chính đứa con trai duy nhất cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách hay sao? 4. Không làm nghề buôn bán thịt chín. Nghề buôn bán thịt chín là nghề lấy thịt chúng sinh nấu thành thực phẩm, phở, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bì chả, nem, v.v. Nghề này cũng là nghề độc ác. Người hành nghề này cũng đánh mất tâm tử bi. Có một ông chủ quán trước kinh doanh cá sông cá đồi, thấy mấy nhà hàng thịt chó phục vụ khách đông xuể, ông đã thuê địa điểm rồi mở quán ở phố chuyên kinh doanh thịt chó. Tuy nhiên đúng lúc công việc kinh doanh thịt chó phất lên thì vận rủi liên tiếp đổ xuống cho gia đình ông. Đầu tiên là chuyện xảy ra với người con trai lớn của ông, là người ông hướng theo nghề tiếp tục nối nghiệp quản lý kinh doanh của cha. Vào năm 2000, khi người con trai của ông chủ này đang tóm con chó từ lồng ra để đập chết làm thịt thì vô tình bị con chó này cắn vào tay. Vết cắn xước nhẹ nên anh chẳng thèm để tâm, thế nhưng con chó cắn anh ta lại là chó dại. Chừng một tháng sau, anh này lên cơn dại, sùi bọt mép và chết trong một bệnh viện nổi tiếng ở Singapore. Dù gia đình không tiếc tiền đưa con ra nước ngoài điều trị, song vẫn không cứu được. Vận hạn tiếp theo đổ lên gia đình ông là bà vợ bị tai biến nằm liệt giường. Ngoài ra rất nhiều gia đình kinh doanh thịt chó ở khu phố này đều không có hậu, phần lớn là phá sản thất bại về tiền bạc. Có gia đình con cái dính vào lô đề cá cược cờ bạc, nghiện ngập, nên dù làm ra bạc tỷ cũng trắng tay. Nhiều gia đình bỏ xứ trốn đi nơi khác vì bị bọn giang hồ chóc nợ. 5. Không làm nghề sản xuất và buôn bán rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện. Rượu bia và các thứ gây nghiện sở dĩ bị nghiêm cấm vì nó là nguyên nhân sinh ra các tội lỗi, làm mất giống trí tuệ. Trên thế gian, nhiều người gây ra bao nhiêu tội lỗi, thậm chí phạm đến tội ngũ nghịch, thập ác đều là do sau khi sử dụng các thứ gây nghiệp quá độ, sinh hôn mê và tạo thành. Chẳng những đối với những việc công đức pháp lành cần phải làm, họ đã không chịu làm, mà chính những công đức pháp lành họ đã tạo trước đây cũng bị mất hẳn, để rồi chọn ngày thân tâm điên đảo, không biết làm việc gì. Hơn nữa khi uống rượu say thì không thể tự khống chế mình. Trong việc sinh hoạt hàng ngày, họ thích gây gổ với người khác, sinh các thứ bệnh cho bản thân, tâm tình cuồng loạn, không biết hổ thẹn, không biết liêm sỉ. Đến nỗi nhiều khi thoát hết cả y phục trên thân, đi đứng siêu vẹo, nằm vất vưởng, đầu đường xó chợ, bị người chê bai không đếm xỉa đến. Tiếng xấu lan khắp mọi nơi, khiến người thân phải chịu khổ. Còn đối với các thứ gây nghiện như ma túy hay game, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, có người đã phải đi cướp của giết người hoặc tự hủy hoại thân thể mình đến chết. 6. Không làm nghề buôn bán người. Nghề buôn bán người là nghề mãi nô, bán nô lệ. Nghề buôn bán hương bán phấn, nghề mãi dâm cũng là nghề buôn bán người. Các nghề này rất độc ác, dùng thế lực tiền bạc vật chất bắt ép những người cô thân thế. Đang ở cảnh nghèo đói, bán thân làm nô lệ, làm gái mãi dâm, khiến cho gia đình khổ đau và tan nát. Nghề mãi dâm là một nghề đồi bại, làm mất nhân phẩm của con người, khiến con người không còn đạo đức và còn tệ hơn loài thú vật. Những người hành những nghề nghiệp này để nuôi thân mạng, cha mẹ, gia đình và làm giàu trên sự khổ đau của muôn người muôn vật,
Họ là những người vô minh, không thấy luật nhân quả đang chi phối, đang diễn biến từng phút giây trong mỗi con người. Luật nhân quả sẽ không tha thứ một ai, nếu ai đã làm điều ác thì phải nhận lấy hậu quả khổ đau. Vì Đức Phật biết rất rõ nhân quả thiện ác, Ngài muốn cho đệ tử của mình thoát ra khỏi cảnh khổ đau, nên Ngài đưa ra giới luật không cho người cư sĩ hành 6 nghề ác này. Dù nghề nghiệp ấy kiếm rất nhiều tiền, nhưng nó lại gieo nhân khổ đau không chỉ hiện thời mà nhiều kiếp vi lai. Đối với một hành giả tâm linh, chúng ta cần có niềm tin kiên định, không bao giờ thối thất vào quy luật nghiệp nhân quả. Quy luật nghiệp là quy luật vũ trụ, thâu nhiếp tất cả, không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi quy luật đó. Thấu hiểu luật nhân quả sẽ giúp chúng ta luôn đi đúng đường, luôn tỉnh giác về chính mình, những hành động mà mình đang tạo tác và con đường mình đang đi. Hiểu rằng chúng ta còn có kiếp sau và nhiều đời sống vi lai nữa thực sự là một điều tuyệt vời, bởi đó chính là cơ hội vô cùng tích cực giúp sách tấn chúng ta hướng thiện và hoàn thiện bản thân, dù có những khi vấp ngã hay phạm phải sai lầm. Nhưng ta vẫn tin tưởng mình còn cơ hội để sám hối và sửa chữa khuyết điểm. Nếu kiếp sau không tồn tại, sẽ chẳng có chút hy vọng cho thế giới này. Nếu như vậy, chúng ta chẳng nên làm gì và đều trở nên vô tri giống như gỗ đá.